Fan Arsenal bức xúc với phản ứng của một trọng tài sau bàn thắng của Manchester United. Rất nhiều fan Arsenal đã nhìn thấy và lên tiếng về phản ứng. Tư cười của vị trọng tài thứ tư sau bàn thắng mở tỷ số của Anthony cho Manchester United trong trận cầu tâm điểm cuối tuần vừa rồi thuộc giải bóng đá ngoại hạng Anh. Mạch trận thắng của Arsenal đã bị chặn đứng bởi Manchester United, một điều hết sức bất ngờ vì trước đó hầu hết mọi người đều nghĩ rằng MU sẽ thảm bại trước đội bóng đang có phong độ tốt là Arsenal. Trong mỗi trận đấu lớn luôn có nhiều khoảnh khắc, nhiều quyết định gây tranh cãi. Trong hiệp 1, một bàn thắng của phía Arsenal đã bị từ chối sau khi trọng tài chính Paul Tierney tham khảo ý kiến của tổ ba. Trên trang mạng xã hội của mình, Sky Sports gọi đây là drama at Old Trafford, drama ở sân Old Trafford. Thế rồi, thật không may cho các pháo thủ, đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag dồn lên và tân binh Anthony ghi bàn mở tỷ số, khiến Cristiano Ronaldo đang ngồi dự bị cũng vỗ tay ăn mừng. Ngay sau đó, các máy quay cho thấy huấn luyện viên của MU đang trò chuyện với trọng tài thứ tư. Cuộc trò chuyện này diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm như thế, nên các fan của Arsenal tất nhiên là khó chịu. Họ chỉ ra rằng vị trọng tài thứ tư, Simon Hooper, trông rất đỗi vui vẻ và hài lòng. Thậm chí, Erik ten Hag còn đặt tay lên vai ông Hooper, đây cũng là một hành động khiến các fan của Arsenal bức xúc. Trên mạng xã hội, họ viết những bình luận như: bọn họ trò chuyện với nhau suốt trận đấu, như bạn thân vậy. Cho dù ông ta, Hooper, có thiên vị thì cũng đừng nên lộ liễu như vậy chứ. Thật nực cười. Trọng tài thứ tư có lẽ là một thành viên trong ban huấn luyện của MU. Tất nhiên, các fan của MU thì không đồng ý với những ý kiến trên. Họ cho rằng fan Arsenal đang có kiểu chuyện bé xé ra to. Và việc mọi người cười khi trò chuyện với nhau là rất bình thường chứ, không có việc ông Hooper ăn mừng bàn thắng của MU. Hiện sự việc vẫn đang gây tranh cãi, chưa có hồi kết. Sau trận này, Arsenal vẫn đứng đầu bảng xếp hạng, còn MU leo lên vị trí thứ 5. Thục hân. Theo nhiều nguồn tin,